mặt buồn hiu luôn à. Sao vậy hả? Tôi cười hả? Sao vậy? Cười với ba hả? Nắm tay ba cứ ngắt luôn này. Sao? Đi cá có ba mạnh khỏe nha. Con với chị hai mạnh khỏe nha. Dắt em đi khám nè. Em sao vậy? Chắc là em mọc răng á. Em hơi ấm ấm người nè. Em ơi. Em à. Cô làm gì con vậy? Cô ơi. Chị hai sao rồi? Chị hai nhỏ xíu vậy trời. Cao chưa được 1m1 nữa. Đau không con? Dạ. Nó bị ngứa mấy đầu ngón tay con chân hoài vậy con. Bữa gãi muốn chảy máu luôn á. Hả? Tốt hả con? Dạ, bây giờ vô luôn chưa con? Dạ. Đi luôn, ba sắp đồ. Cảm ơn các cô. Đi vô thôi nào. Quay một clip dài thòn luôn. Không có la nè, ồn ào á. Chào ông bác. Ba nhỏ trước nhé. Dạ. Dạ. Mấy em trước đi. Dạ. Ok, ba ngồi ghế cho ba, đang ngồi ghế cho nó rõ. Dạ. Mình... Sao vậy? Để mình hôm nay được đúng 4 tháng luôn hả mẹ? Dạ, ơi, đúng. Mẹ dạ, đúng. Em bé này tiêm được mấy vaccine rồi mẹ ha? Tiêm 2 mũi. Tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng thứ 4 là chưa tiêm. Chưa nói về bạn tiêm trễ vào tháng thứ 2 á. Ok. Hôm nay là chắc là làm gì đó. Ê. Dạ sáng. Mới sáng nay thôi bác. Bác em quay clip lại được đúng bác ha. Dạ cảm ơn bác. Bác bà. Chào con. Hello. Anh con có gì tên lớn rồi. Ngoài sốt là còn vấn đề gì khác không mẹ? Con mũi. Con mèo đó. Thiệt không? Ba nhìn con này là con mèo mà ta. Dạ vậy. À. Vậy là con gấu thường đúng không? Hả? Con gấu trúc mà. Con gấu thường. Để bác hỏi cái chuyện kia. À. Ừ, vậy là ấm ấm thôi. Bác em đang có nghi vấn sợ bé mọc răng á. Okay, em thấy nó trắng trắng rồi đó, bác coi xem thử. Thường cái răng đầu tiên mình sẽ mọc khoảng 6 tháng cho tới 18 tháng. Dạ. Là cái thời điểm mà cái răng đầu tiên. Thứ hai nữa là trước khi mà nghĩ thấy là sốt do mọc răng á, thì mình hãy nghĩ mình phải loại trừ hết những cái kia trước đã. Dạ. Nha. À, bác khám đi khám nha. Đi khám mạnh khỏe nha. Ngư qua bên đây con, để bác làm nha. Đây, hơi chèn da xíu. Dạ đúng rồi, đang chèn da. Bữa giờ là mệt mỏi với chuyện này luôn đó bác. Đi tập luyện tập á, thì thường đến khi nào mà em đã ăn giảm được á, khoảng 6 tháng á, mọi thứ nó sẽ ổn rồi. Trời ơi, nhìn bác dữ luôn. Là sao ta? Bác làm gì con vậy? Dạ? Hả? Ngứa nhiều lúc ngứa nó bấu lại. Mẹ có xài kem dưỡng cho em không? Được. Mẹ có xài là gì? Bác sĩ mới cho em một lần anh cho em cái điện thoại cái điện thoại vợ hả? Đây. Chờ tí xíu. Mở ra luôn nha vợ. Đây. Con thường chứng con à. Sáng ngủ dậy bị sổ mũi nữa bác. Con muốn
Ôi tóc bông tóc bạc mẹ cho đi chơi hả? Cá ơi cá à cưng chưa cục cưng ơi cục cưng hả? Chị hai luôn đó hả? Chị hai thương em lắm. Cục cưng ơi cục cưng rồi bác bác ẩm bác ẩm em đi đâu vậy? Đây đây để em lấy cái giỏ ra. Ừ con xem kỹ xíu nha. Dạ là đang cởi đồ em ra rồi không quay được. Lấy kim sao? Cái kim hai hai. Thì không. Cái kim hai hai. Rồi xung quanh đứng cứ nắm tay lại bàn tay ra cái nắm cũng chặt cương. Vậy luôn á hả? Dễ thương quá dạ. Là cái muốn nắm tay con. À. Cá muốn nắm tay con, em muốn nói gì? À, em chắc em nói là chị hai cho em mượn đồ chơi chơi chung á. Hả? Hồi nãy ngươi ngủ, ba hỏi nè, hồi nãy ngươi ngủ trên vai ba ngươi có thích không? Thích. Ba, mình tới lúc nào vậy con không biết luôn á. Con ngủ mà, ba chở con trên xe con ngủ khò khò khò. Con ngái khò khò luôn. Rồi cái bà ẩm con lên vai ba, cái con nó biết không? Con chạy kè ướt áo ba luôn. Ý. Bây giờ sao? Ba bị. Con cứ ướt áo ba không? Có đúng không? Đúng không? Sao? Bình thường lắm. Rồi ba. Ừ. Cho mình nước uống. Đâu? Đầu tiên này mình có chẩn đoán là xin ông bà xin trời đất phù hộ cho hai chị em mạnh khỏe, ngư mạnh khỏe, em bé đi cá cũng mạnh khỏe. Vợ có chừng con lật rồi vợ. Đây nè, tại sao tiên dắt con ngư đi khám? Tại vì con ngư, ôi mẹ chưa cắt móng tay con ngư xấu quá. Con ngư hay bị ngứa mấy đầu móng tay, đâu đưa cái chân ba coi coi. Xích ra, xích ra, xích ra cho bác khám em. Hai cha con mình chỉ là mượn chỗ thôi. Ok đây, dạ mẹ. Ôi trời ơi, dịch được rồi đó hả? Bác sĩ khó không bác kìa? Học được, không được, học được hết. Đứa nào học được? Bây giờ mẹ ha, đầu tiên đó là em này nó sốt mới sốt thôi. Mới ngày hôm nay sốt thôi. À, sốt á thì nhiệt độ không quá cao, nhiệt độ chưa cần phải sử dụng sốt. Nó có sợ thế nên bây giờ hơi nóng lắm rồi đó. Thứ hai nữa là bé rất là tươi, rất là tỉnh, cho nên cái việc mà làm xét nghiệm máu bây giờ là hơi sớm nhé. Dạ. Thật sự nó sẽ hơi sớm cho em. Cái nguyên nhân sốt á, hiện tại nó có khám thì chỉ thấy cái phần họng hơi đỏ, mũi thì hơi phù nề, mũi phù nề có nhiều dịch á, thì nó giống như là viêm trung họng thôi. Phần lớn nguyên nhân của viêm trung họng vẫn là đơn vị. Để bác tức là mình không cần phải điều trị gì hết, bạn sẽ tự khỏi. Dạ. Có hai cách, một cách thì theo bác phỏng này, như bác nói xét nghiệm máu không cần thiết, mình có thể test mũi họng, tức là chiếc dịch mũi họng để kiểm tra xem có covid có cúm không phải em hả? Thì đặt nếu như test thì nguyên nhân thì mình test trước, hai cái nguyên nhân đó trước. Còn nếu không thì mình có thể để theo dõi thêm. Thì theo bác nhận bác có thể nhận thêm, tức là sốt thì uống thuốc hạ sốt. Mình sẽ phải lưu ý đúng thời gian thái độ thứ và mình sẽ chú ý đến những cái triệu chứng nặng của em bé, ví dụ như là sốt uống thuốc hạ sốt không hạ, em bé đi nhiều này, em bé không bú gì hết này, hoặc là em bé có bác rồi. Mình có kiểm tra em mọc răng không bác? Bác vẫn chưa. Ờ, nãy bác mới xem rồi. Ờ, em thấy cái mầm nó trắng trắng lắm bác. Có cái mầm ra ở phía dưới, chiếu chiếu chiếu. Đúng rồi. Chiếu chưa mọc luôn bác ơi.
em đúng sợ không? Em sợ nó nhú lên thì nó làm anh bé bị sốt. Mọc răng nó cũng tức là cái răng đầu tiên thường nó sốt nhưng mà nó không có cao thì nó ấm 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 nó không có cao rõ ràng như vậy chúng ta. Hồi đó chị hai tuổi cho 8-29 tháng không khác. Đúng rồi, thường là từ 6 tháng cho tới 10 tháng. Đây nè, mọc là trong khoảng đó. Mọc răng thì trễ mà hư răng thì sớm. Rồi, bây giờ sao? Mẹ có muốn lấy máu làm xét nghiệm? Xin lỗi, kiểm tra cái phần mũi họng cho em luôn không? Chắc là thì bác thấy nên thì nên làm. Ok, vậy đó bác sẽ kiểm tra luôn ha. Dạ. Chị hai bị gì đây? Rồi anh giữ con này. Đây để bà chị. Không, giữ giữ bạn này đi. Trời đầy điểm quá. 4 tiếng phải sử dụng một lần. Mẹ biết bác sử dụng thuốc hạ sốt để làm clear bảo đảm cái phần này cho bác có ăn. Dạ. Thứ hai là gì? Như bác bảo nói á, hiện tại bạn chỉ dùng mũi họng hoặc bác bảo kháng thì chỉ thấy dùng mũi họng. Tỷ lệ rất lớn về mũi họng là do sương mi luôn và kháng thì đã rất là tươi, không thấy được cái trùng gì hết. Cho cái việc sử dụng kháng sinh xét nghiệm máu chưa được đặt ra tại lúc này. Bây giờ mình về nhà theo dõi cho bác quả trong 2 ngày, được không? Điều trị ở nhà thì mình chỉ cần sử dụng thuốc hạ sốt thôi. Vệ sinh mũi cho bác bảo ha, những mũi sinh lý vệ sinh cho bác bảo. Mẹ biết cách sử dụng như thế đó hết đúng không? Mẹ biết cách hút mũi, mẹ biết vệ sinh mũi hết đúng không? Nhỏ thì hút đừng xịt nhé. Rồi xong. Rồi bây giờ mình chú ý vào những cái dấu hiệu nguy hiểm cần phải lưu ý đặc biệt này. Em bé này chúng theo dõi hôm nay là thứ hai là cái giai đoạn thứ ba tới thứ tư, nếu chúng ta còn sốt thì đưa đi bệnh viện để khám cho nó rõ, được không? Rồi trong 2 ngày tới mình theo dõi gì? Thứ nhất là sốt, nếu như em bé sốt cũng có cảm sốt ha, sau khi hết sốt em bé tươi tỉnh thì không vấn đề gì hết thì để tiếp cho nó rõ. Và nếu như em bé sốt cao 9 độ cũng có cảm sốt gì hết. Con kẹo qua mà con té không hả? Con có đau không? Không, con té nhẹ thôi. Té nhẹ hiểu đúng không? Ba ơi, có thể một cái kính cổ ở đây nhà ba. Đau. Đi ra ngoài á, có nhiều chuyện quá. Chỗ này là chỗ đi toilet. Vậy hả? Thường là lấy từ người lớn là có thể là chị gái nè, chị gái học nè, hoặc là người lớn mình lấy cho bạn á. Dạ. Rồi vậy yeah. Rồi còn bây giờ còn cái vấn đề mà kiểm tra COVID hay là cúm, thật ra mình sẽ chỉ để làm cho mình yên tâm thôi. Dạ. Hay là những COVID hay cúm thì mình cũng không có điều gì nhiều. Dạ. Thì mình sẽ làm cái để nó có thể nhận được cái. Có chị hai sao không lớn nổi vậy bác? Cứ mười mấy ký vậy hoài à? Chơi một mình luôn. Nhưng mà phải bắt Tương đứng đây. Tương đứng đây Tương phải nhìn thì chị mới an toàn, chị mới chịu chơi rồi. Chị vô trong phòng chị mới chịu nha. Hồi tụt nhỏ xíu. Thôi ba đi vô nha. Ba đi vô nha. Sao vậy? Con gái gì mà bạo lực quá vậy? Mình có chạy chiếc xe nữa. Con chó này vô trong bác sĩ được không? Ủa? Trong đó là chỗ thai bỉm cho em bé mà. Chỗ thai bỉm cho em bé mà. Hồi nãy ba thai bỉm cho em ở đây nè. Sao chạy vô đó vậy? Đó, lại điểm luôn. Còn em này, em này đang làm gì vậy? Ngủ quá giờ. Phê phê rồi, chuẩn bị ngủ rồi. Ê, bỏ chị hai ngoài kia luôn rồi. Dạ ba đây. Ừ. Làm gì? Ừ. Con vô đó hả? Được, con tự vô được. Không, con không biết người vô. Đó lại thử coi. Cái đó nhỏ quá, nó là của em bé đó, con ngồi nó tét cái rẹt. Hư của em bé luôn á. Con làm vậy thôi nha. Ừ, con đưa nhẹ thôi. Hay là bây giờ bà ẩm em bé đi cá ra cho em bé ngồi đó được không ta? Ok, được. Nhưng mà em bé mình chưa ngồi được mà. Ngoài con em bé mình chưa ngồi được.
Chưa, cái em á. À, đây đây, bác vòng miếng coi. Nè, hồi nãy bác lúc bác đi thay tả cho em á, bác sĩ nói con bị gì? Đâu đưa cái chân vào coi coi. Ngồi ngồi đồ coi nè. Đưa cái chân, lấy dép ra cho bác coi cái chân coi. Ê. Uống bèo bèo. Lượng chừng ai xấu quá. Đây nè, đây nè. Đây nè. Sao con ngứa lắm hả? Dạ. Con ngứa dữ không? Dạ ngứa dữ. Con ăn uống nhiều vô nha. Bác nói có thể là chị Hai Bồ Ngư bị thiếu vi chất, nên phải cho xét nghiệm của em thiếu cái gì để bổ sung. Thôi mình chuẩn bị đi về con. Ừ, anh cho bé đi khám. Ừ. Xong rồi mà. Đi. Ấy. Ấy. Thôi mình đi về. Vô ẩm. Ẩm em đi về nè. Chị Hai ham chơi rồi. Chơi một mình lần kia luôn rồi. Đâu ngủ quá ba hỏi ta khóc nè. Sao giờ ẩm ngủ mà ẩm không ngủ rồi. Không có đúng. Ba ẩm như vậy là thấy người ta không ngủ được rồi đó. Rồi rồi. Con gì được coi là con gì. Con gì được coi hưu cao cổ. Con cá. Con hưu cao cổ mà đi cổng với con sư tử luôn hả? Con mèo mà. Con sư tử mà. Con mèo mà. Đó là mèo gì? À, anh hỏi ngươi coi kiểu người đây. Ngọc không dữ. Anh con do cổng hai con luôn hả? Kiểu người đây. Còn ngươi ơi. Ở đây con, mẹ có chuyện cần hỏi. Trọng tài hả? Đây, trọng tài phải đi lấy xe. Nhanh lên trọng tài ơi. Mẹ hỏi nè, con này là con gì? Dạ con voi. Con này? Con vuông cao cổ. Con này? Con mèo. Đấy. Nói lại lần nữa, con này con gì? Con mèo. Con này? Con vuông cao cổ. Con voi. Còn con này con gì? Con này con ba. Con này là con ba hả? Giống không? Ủa lấy thuốc ở đâu? Rồi gia đình thì về đây. Bye bye cả nhà. Trộm vía trộm vía. Hai chị em mạnh khỏe. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video con. Ô video clip của gia đình Tiên video con lại. Đây. Đây. Cái áo ngoài này. Ý. Nhìn mẹ dí giờ. Em ơi. Em à. Ê, cá cá cá. Cá. Ừ, nhìn mẹ nè. Ê. Dạ. Sao vậy? Em giả bộ hay là lè lưỡi kìa. Em mình khỏe mà. Thôi đi về thôi, bye bye cả nhà. Bye bye ông bà cô chú. Gia đình Tiên đi về đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip của gia đình Tiên. Cả nhà thương gia đình Tiên thì xem nhiều nhiều nha. Nhớ follow, nhớ đăng ký tất cả các nền tảng. Cảm ơn nhiều. Bye bye.